Alo, chào các bạn, mình đã trở lại. Ok, bài hôm nay mình hướng dẫn các bạn làm cái group option, tức là giống như cái radio button ở bên MATLAB hoặc là các cái chức năng khác gai của MATLAB ấy. Thì là radio button, group option thì chỉ được chọn một cái mục hạng mục nhất định. Ví dụ như các bạn chọn một thì không được chọn hai ba, chọn hai thì không được chọn một ba, tức là nó cái liên động, khóa liên động với nhau như vậy đấy. Ok, bây giờ các bạn tạo cho mình một cái bài mới, bài 21 là group option. Và các bạn vào cái WinDC, open WinDC cho mình. Ở đây mình cài WinDC 7.0 nhé. Các bạn tạo cho mình new file mới và đặt group option. Ok, đây các bạn chọn đến bài 21 group option ở đây. Great. Thì nếu mà các bạn chưa học các cái bài trước ấy, thì là vào kênh mình quay lại các bài trước để học nhé. Vì đây là kiến thức cơ bản để mà các bạn có thể bắt đầu vào công việc học tập ở trong cái UGC Automation. New group, chọn group option. Ok, các bạn tạo cho mình ba tag thôi. New tag binary nhé, tức là 01 đấy. Làm one tương tự làm tu, làm tu. Ok, tiếp tục là chọn làm sorry. Binary tag. Ok, về các bạn tạo cho mình một cái new picture. New picture thì là tên view ạ. Các bạn luyện cho mình cái tính làm việc gọi là ngăn nắp cẩn thận. Ok, có thể các bạn có thể không đặt tên nhưng mà để như vậy thì nhìn không tác phong, không công nghiệp cho lắm, không giống kỹ sư cho lắm, đúng không nhỉ? Ok, để mà tạo cái group button đấy, group option đấy, option group chứ không phải là group option, mình nhầm nhé các bạn. Nó giống như tương tự như cái radio button ở bên kia ấy. Đấy. Thì các bạn đổi cái phone chữ tầm 28 thôi, mình thích 28. Ok, tức là nếu mà các bạn chọn 1 thì không được chọn 2, 3. Và nếu chọn 2 thì là không được chọn 1, 3. Tương tự như vậy. Đúng như các bạn chọn cho cái phần property và chọn đến font. Ở đây index tức là từ giá trị 1 cái hàng đầu tiên ấy, thì là các bạn đặt tên cho nó là lamp on this. Và tương tự kích đúp vào và số 2 là lamp to đi. Đồng thời là cái đúp vào số 3 làm three. Ok, tức là ở đây các bạn đã tạo được một cái nền như thế này. Nhưng mà các bạn muốn thay đổi thuộc tính ấy, thì là chọn cái phần effect này, chọn no này đấy, và chọn color này, border background này, border color này, tức là cái màu viền này, border background color không cần này. Background color thì các bạn có thể chọn là màu, mình thích màu xanh. Đấy, màu xanh thì hơi đậm. Mà font color thì các bạn, màu xanh thì nên chọn màu trắng để đối ngược nhau nó sáng hơn đấy. Và fill color thì không cần, đúng không? Các bạn có thể đổi màu thì tùy theo sở thích của các bạn. Hoặc là
không màu đi, nếu mà không màu thì các bạn chọn transfer. Transfer thì ở đây cũng chọn là transfer. Ok, ở đây như thế này. Và màu chữ thì chọn là màu xanh cho nó đẹp một tí đấy, đúng nhỉ. Ví dụ như các bạn muốn lựa chọn một bài toán nào đó mà có hai chế độ bằng tay, chế độ tự động và chế độ lúc đấy, thì chế độ bằng tay các bạn chọn đặt mode chế độ tự động và lúc chẳng hạn đấy. Rồi bây giờ các bạn tạo cho mình ba cái đèn, đèn màu tròn thuộc tính cho nó là chọn effect là no này, chọn color này, color thì chọn dynamic. Dynamic thì tức là đây là thời gian tác động, thời gian đáp ứng, và chọn tag cho mình là đèn một, group option là lamp one, và đổi màu khi mà bit lên một. Tương tự các bạn thêm cho mình cái phần static text, chọn 28 đi, lamp, chọn thuộc tính là cho nó mất cái màu nền đi, để test thì mà có màu nền xấu nhỉ, đúng không? Chọn border color là transfer này, chọn background cũng transfer luôn. Đó. Tùy các bạn trang điểm cho cái bài toán của các bạn. Rồi tương tự copy thôi, copy. Nhiều bạn sinh viên là rất thích, chi là thích copy. Mình cũng vậy, copy là thích rồi, để suy nghĩ đâu đâu, đúng không? Đặt tên là làm 2, làm 2. Copy nhưng mà đi thi là không được copy à? Kỹ sư thì ai lại copy đúng không? Ok, tương tự các bạn đặt cho mình cái làm 3. Thời gian đáp ứng ở đây là 250 này. Các bạn lưu ý cho mình, nếu mà các bạn muốn tất cả các cái thuộc, tất cả các đối tượng mà cùng một thuộc tính, cùng thời gian đáp ứng mà không mất thời gian để sửa đổi cái thuộc tính ấy, thì là các bạn chọn duplicate này, đừng có chọn copy repeat. Copy repeat thì là nó mất hết thuộc tính của cái thằng trước. Và các phần vào đây các bạn chọn property này, chọn events, phần input output thì các bạn kéo ra một tí, chỗ phần select bots thì là chọn cái phần change, change, và thêm cái cho mình cái đoạn code này. Các bạn cần file thì ở dưới video có file rồi đấy, nhưng mà nên làm theo các bước của mình để mà hiểu được tất cả các cái bước của bài toán đó. Nếu mà value bằng một thì là set tag, một tag một ở đây là lam một bằng một, và tất cả các cái lam 2, lam 3 bằng 0, đúng rồi, 0, 0, 2, 3, đấy, copy tiếp, copy paste là thích rồi đấy, 0, 1, đa số mình tất cả các cái đoạn code hay là các cái tài liệu thì mình đều liên cái trang support, industry support của Siemens ấy. Các bạn có thể lên đó rồi hỏi, nếu mà không biết vấn đề gì thì có thể hỏi đó. Hoặc là tìm tìm kiếm ở trên đó rất là nhiều cái support của cái bài toán của cái tự động hóa WinEC của Siemens đấy. Ok, ở đây không phải là giá trị 3 mà là 4. Tại sao? Tại sao? Mình cũng không hiểu. Thử nhá. Nếu không không được 4 thì ta đổi thành 3 thôi. Đúng nhỉ? Không được cái nào thì ta đổi cái khác.
chọn vợ cũng vậy. Cô này xinh quá tán không được thì chọn cô khác thôi đúng không? Đầu tiên thì các bạn chọn cho mình này. Đấy, lam chu này, tức là cái đèn hai sáng lam san này. Ba sáng và lam oan, đèn một sáng. Tại sao nhỉ? Các bạn biết tại sao mình lại đặt số 4 mà lại kích vào cái thằng này là đèn này sáng? Cái này mình đến bây giờ cũng chẳng hiểu. Các bạn nào hiểu được thì có thể giải thích cho mình được không? Đấy, đơn giản này. Đây chính là radio button, tương tự như group option của Siemens. Đấy. Tức là một lúc chỉ được một cái. Một lúc chỉ được một cái thôi. Không được nhiều cái đâu. Tương tự vậy thôi. Cuộc sống là vậy. Một lúc các bạn muốn nhiều cái quá thì không được cái nào. Nhiều mối mà tối nằm không ấy, mà tương tự như vậy, tức là chỉ được chọn một thôi. Cái bài này cũng vậy. Đấy. Tức là nếu mà các bạn chọn một thì là thôi 2 3, mà chọn 2 thì thôi 1 3, tương tự chọn 3 thì thôi 1 2. Đấy, và các bạn nhớ cho mình là cái phần này ở đây này. Ở đây này phải là 4 chứ không phải là 3. Đúng không? Tương tự như các bạn chọn, ví dụ như ở đây các bạn chọn chế độ tự động, chế độ bằng tay thì là chế độ none, tức là no, không có gì cả, không có, không chọn chế độ nào cả thì là không, đúng không? Thì là như vậy. Mình thử nhé. Thử là nếu mà font mà chọn ở đây xóa đi, không có gì cả, thì ở đây không có gì cả. Không được, tức là cần phải có, ở đây là cần phải có chữ hoặc là không. Không có chữ. Đấy, ok. Bài toán đến đây là kết thúc rồi. Các bạn nào thắc mắc thì comment ở bên dưới nhé. Còn bạn nào cần hỗ trợ lập trình thì liên hệ Ngọc Automation. Ok, chào các bạn.